Rồi, xin chào cả Ông nhà. đi Hôm luôn nay hả? Ông đi tính với không? bất năm lại giao lưu bia phân cái nhà đánh năm để rồi lại thi đề ba bất năm ơi, thi đề ba nè, thi đề ba cho nó công bằng. Thi đi cho nó công bằng. Đủ rồi ba ơi, thi ghê trời. Đó, bắt năm rồi ba đấy nha. Chết tôi rồi trời. Nãy đứng đó tao tha rồi đó mà. Quá mỏng rồi, đánh quá mỏng. Rồi à, băng luôn. Một. Thôi bắt năm một điểm đầu tiên. Rồi, mấy chai nước bắt năm hả? Uống siêu đi. Một. Ngồi vô. Rồi một điều năm ơi. Ta. Nghỉ ba chai nước nha bác năm. Vui luôn kìa. Đẹp ghê thật. Ôi, không phải gì thiếu muốn luôn. À, đúng rồi, đấy nè, không phải tốt. Vậy là đúng là sai. Đúng rồi. Đúng rồi. Nói chúng này rồi thì thôi chúng đâu mà không phải không chúng mà duyên luôn trời. Rồi một điểm văn hóa thôi, một nữa là hai. Một. Rồi ổng kéo xong ổng ngoặt cái người theo. Ủa, nữa là hai gấp năm ơi, đánh đều không à?
Nè, bắt tay nãy giờ bắt năm. Ghé thẳng năm. Sợ nó đá. Hên nó đá. Này. À. Né cái mà ra mất lắm. Hai nữa, bố. Bố hai. Một. Hãy
5. Đứng hai bên được rồi, đứng đứng đầu nó bị che. Chào. Hai cái bàn. 7. Tám. Thôi, 8 nữa, 16. Chú Nguyễn nữa, gom 1.50. Trời, kẻ đồn cái kia chạy lên kiếm cái vàng ra rồi, y gan luôn rồi, một điểm. quá dữ băng bi chúng cái trắng, cái trắng đồn cái đỏ chạy lên đây gặp cái vàng cái này, quá dữ rồi, bắt năm đánh quá dữ rồi. Rồi ké luôn rồi kìa. Ôi trời ơi, 1, 5, 16. Ê, vừa vô thôi. Ôi, bất năm chưa cho nhắc mà con cháu rồi bất năm. Rồi cho chúng rồi bất năm ơi. Rồi ơi, đưa mình đóng luôn rồi. Rồi. Đó. Ai quá tỉ tê rồi. Long. À. Long.
4. Anh đừng gom luôn rồi. Năm. Trời ơi, bóng đá hay rồi, đẹp ơi. Nó nằm đánh đường gom mà bị chạy chảnh mà rất tiếc nó bị sét băng. 6.6 nữa, 11. Rồi vô luôn. 1 nữa 17. Rồi rồi, một nữa, hai, bảy. Dương Nguyễn. Mà tính tiền. Đó. Đó, vui vậy. Lít ghê vậy. Một. Chúng hai cho hai lần luôn mới chịu. Quá dữ rồi, hai. À. Bốn tội hấp ơi rồi trời. Ngươi thật. Bốn nữa gần gần tới à. Rồi ngon không?
4 nữa 16. 16 17 sắp bên 30 bên 50. Dạ. Các bạn nghe cái bực luôn. Đánh không trúng điểm mà còn bị thương nữa. Đường xa ốc Năm ơi, đường xa mà. Một con đứng nãy giờ rồi kêu con lòn nữa, tôi nghĩ con mày biết đâu. Mày dương đóng luôn. Học nữa 18. 18, 16. Lọn tiếp quá lọn mới đẹp đó. Ngon. Hai. Rồi đá xui với gì. Lại lại đẳng nhìn với dân quá. Thì tôi đánh băng dưới nè. Công người sợ nó. Và sợ sao nó chi xích xê kia nó khó lòng. Có năm đứa nó này. Rồi vô sực luôn. 3 nữa. 20, 21, 21, 16. Cú cái sực dính cái dậu luôn rồi. Một. Một nữa, 17, 17, 21. Cái nắp lỏng le nào. Tại nó cũ rồi đó. Đánh dưới quốc năm mà xù đầu luôn cái nha. Chứ nãy đi rửa mặt đây. Không mới nhiễu mấy họ cũng hầm quá. Đường xa đánh dày quá nên chúng nó đi để vô gà dễ đánh hay chèn.
Trời ơi. Nếu Nguyễn rồi dạo này chạy dâu kia luôn có đẹp. Trời đất, rồi xin lỗi bác Lâm nữa. Dạ, không biết có lỗi quá bác Lâm ơi. Một nữa, hai hai. Hai hai mình hỏi. Quá gùa bác Lâm. Bắt bằng dư đó đó mà không ngờ chạy tuốt cái đó luôn. Hên đá lại. Một trời ơi nhìn nó dư kìa, một nữa dân quá ơi, quá một nữa, hai ba hai đánh cho nó nổ mà nó không nổ mà được, nhưng kéo nó lấy dậu luôn trời, quá dữ. Chờ chờ thôi lúc nào không hên này, lúc nào không hên này. Nó được phơi luôn rồi. Dữ vô nhậu luôn kìa. Quá đẹp, quá đẹp. Hiếu chạy không? Hiếu chạy rồi, ở dư luôn rồi mà lòn. Ê thôi trắng, ôi xa quá, đường xa quá. Nhắm vàng, nhắm vàng đánh. Hai. Hai mươi lăm hả? Hai mươi lăm mười bảy. Quân dân kéo dậu đã đánh băng một rồi. Quá đẹp ơi. Ui. Tôi nhịn đây tao nói trúng rồi đó mà sau vuốt năm nhịn đó bác đó. Trời ơi. Đó. Ngon rồi bác Năm ơi, hết linh rồi.
Nói mà chưa xui rồi hai à, bắt nằm vô vô thuốc rồi đó. Rồi vô luôn hai nữa bảy hai bảy ngoài nữa anh Hèn. Ủa tưởng anh Hèn đâu, đóng cửa chưa, tưởng anh Hèn. Ủa lực gà anh Sơn kéo cái đấy chứ đó lực gà. Ủa là trời ơi thiếu rồi tất chứ. Quá lực rồi. Bất Nam mô Bất Nam làm con cháu sợ quá sợ rồi. Giờ 9:55 rồi. Đi này chừng đá hơn đó nha Bác Năm. Nổ nữa, ba nữa, 30 kém nữa đá hơn nữa thấy không? 30, 17 thôi xui thiếu chạy rồi, thiếu chạy rồi. Giờ hôm đó trúng. Trời ơi trời. Rồi, rồi gà luôn, ủi hên. Hơi khó bắt nằm tí. Lộn quá đẹp. Ăn ra đó. Mạnh luôn. Ừ. 1 nhớ 31
một bảy đầu rồi. Hai ba quá đẹp, ô gai xương, gai xương. Quá đẹp. 4 rồi, gom luôn rồi. Năm. Ảo gửi không? À bằng gửi lắm. Ừ. Bữa trái đây nè. Bất năm A băng qua anh dậu đó luôn á. Còn là băng đường bao băng không á. Sáu rồi. Bảy gục luôn rồi. Ừ. Bảy nữa là 24. 24 31. Một. Ồ trời, xui dữ ta. Yếu lắm bất năm ơi. Hai. À, không. Bài bốn năm dù quên thức khuya chứ ta giờ này cũng lên đây nữa có sáu bảy
ơi, bữa ông gác còn là mấy chục con đó. Đấy. Trời ơi, tao cũng nhớ mày mãi vậy, không phải không nữa. Đây, lỡ thôi. Đang quay, tao quên hoài vậy. Đang đếm xong cái này nói chuyện là quên. Một. Tao sợ không phải rồi, bây giờ đây luôn. Hai ăn đánh ngon chớn là hỏi rồi nói chuyện là tôi quên ba. Giờ này ai còn lại nữa cơ? Bốn. Ô. Không hình như con rồi. Bốn nữa. À 28, 28, 28. Một. Một ba chín đánh xong cái không có đường hết tay đánh luôn. Quá đẹp. Một nhờ gốc ơi ba băng luôn. Quá khát nước nhiều quá. Xui hay rồi, hai điểm. Gài xương không à? Rồi, 3 điểm. Người ta vợ luôn kìa, rồi. Nhiều luôn. Ê kìa, 3 điểm. Ba nữa rồi, 31, 39 nè. Ơi lắm. Lỗ bị lòi. À
Hai. Một. Rồi con đứng rồi đó bất 50. Hai. Cái mép mới chết người đó. Em cũng gạnh ở như bên Bình Quỳnh nhé. Bình Quỳnh, Bình Quỳnh. Bữa đánh bia, anh nói Hồng Sóc đánh với Bình Quỳnh hay nữa. Bữa ba chín nhé. Còn cái lỗ còn lỗ. Một xém nữa lòng rồi đó. Hai. Ba. Ác dữ trời, cuốn trời. Tài ông cuốn là được mấy điểm thôi. Tài xui quá xui. Hai điểm rồi. Ủa hai gì? Tôi ừ mới hai à, thì kéo qua đây với bắt năm mé đây. Hai nữa bốn một. Ôi đánh gì cho đã đi cun trời. Cun mốt bà ba. Nó cũng được một hai điểm nữa. Tới đánh hít vô luôn dần. Chui quải. Đó, cờ ba băng không thấy không? Một. Nè rồi là rồi anh Sơn ơi. Đó. Theo yêu cầu rồi đó, nhích chút rồi đó. Hai. Ba. Ô, vô gà không ta? Bốn. Cười sao anh lại? Bố tay không bấm tắt rồi nó chạy lại đầu luôn rồi. Bố tay đi. Nó có dính không nữa nè. Năm. Tay nó có dính không nữa. Mới 15 phút mà nó tự nhiên nó nhảy tắt ngang luôn cả nhà, không biết có dính được không nữa. Ừ, 6, có giữ, tới chưa? 6 rồi 39, 39 luôn. Ừ. Bị tình trạng này hoài cả nhà. Thường quay được có 26 phút nữa.
nó tắt là tự động nó tắt là nó văng ra ngoài. Ờ bắt đồ 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 dữ bắt năm. Phải, cái đó cho bắt ăn luôn đó. Ồ cái cỡ dữ gì. Đó. Chín. Ôi chín không mặt luôn rồi. Ừ. Này cũng còn có một cơm. Ừ, chín nữa 42 qua mặt một đếm. 42 41. Dạ. Đường rồi sở trường trái của bác luôn rồi. Gắn canh lắm mọi người, những lần nó qua cái tự nhiên tắt ngang luôn trời. Một đi đâu nước chèn đi qua mặt tôi anh hậu ơi. Rồi phần tâm rồi điện thoại ơi, để cái điện thoại bị mất cái clip đó buồn lắm á trời. Hai lúc đánh với chú Hiếu vậy nữa đánh rồi nó chạy hút nó mất. Nãy nó coi là 24 phút bốn mấy rồi thấy bất năm đang đánh nè, những cái tôi để cho đánh nha. Ba điểm ba điểm ba điểm bốn bốn gì thế bốn mấy bốn bốn năm dẹp cơ đi, dẹp cơ đi. Ừ tốt, clip luôn rồi bác Năm ơi. Năm ai? Ờ, bác Năm tha cái két, anh Lợi tha cũng cái két rồi đó. Năm nữa, 47. 47, 41. Con cơ ăn hoài. Ê xa chứ gì bởi vì nó xa chứ gì bởi vì nó xa chứ gì kéo yếu mà đương nhiên xa chứ gì. Thank you.
Ngọt, ngon muốn dư luôn á trời, phê ghê. Phê ghê thật. Này biết đâu à? Này. Bác Năm đánh rồi, nào hỏi nhà chúng không? Đó là tài của bác Năm đánh rồi, ai biết được. Rồi, bác Năm, bác Năm ơi. Vì sao con nhóc điểm chân vậy? Năm đã thắng tính này cả nhà. Nếu cả nhà thấy sếp đi giao phân này hay hấp dẫn, cho team mình tính đi gì với anh em ở kia một like một subscribe nha. Nhớ bật chuông thông báo nha cả nhà. Để team mình tính đi gì ra nhiều sếp đi giao phân hay hấp dẫn, cả nhà xem thư giãn, thử những giờ làm việc còn mỏi nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye cả nhà.